Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị em gần xa thân mến. Tôi đến với kênh Điện gia dụng Nhật của Thanh Quá ha. Mình 38 tuổi, đang ở địa chỉ chợ Lăng Sen, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ ha. Hôm nay mình test một cái em đồng hồ Senco. Em này đo được nhiệt độ nè, báo thức nè, ngày giờ nè. Nó đổi được luôn nghe quý khách. Đó, nó đổi màu nha, nó tự đổi màu nha. Đó. Hơi bị hay á, nó có cục pin 3V và bộ có dây nguồn nó thêm là 5V, nó có cách nối dây nguồn 5V nữa, nó rất là đẹp nha các khách. Quý khách đợi mình hướng dẫn sơ sơ thôi, mình cũng mới mò ra chứ cũng không biết nữa. Cái này là sáng tối nè, bật qua đây màn hình nó tối nè, cái này là gì không biết. Rồi bấm cái nút này nè, đè nút này hoài á, là chỉnh thời gian nè, ngày giờ thời gian. Cái nút bên tay trái mình nữa ha, đang quay hình bên tay trái. Còn nút này là nút lên nút xuống nè đó. Với tỷ giờ là mình chỉnh giờ giống như là tháng 7 phải không, 21 tháng 7, giờ nó hiện là 12 tháng 5 đi. Mình bấm nút lên bấm hoài cái nó chạy hết ngày, cái tới qua tháng, hết 30 ngày qua một tháng, 30 ngày qua một tháng vậy đó. Bây giờ nó cũng vậy luôn. Và đặc biệt bên đây là báo thức được nhau khách, bật lên là mình chỉnh báo thức nha. Hiện giờ là ngày 21 tháng 7 nè, mình chỉnh gọi nè, thấy không đó, báo thức nè. Hiện giờ là 6 giờ là mấy phút, giờ mình chỉnh nè. Giờ hiện giờ mình chỉnh 1 giờ mấy đây nha. Đó, đè hoài nha khách. Nhấn hoài đi là chạy à, 1 giờ 31 phút đi. Kịp không? Rồi. À, vậy là nó không kịp rồi, phải qua 31 phút rồi. 32 phút chứ. Rồi đó. Ủa 13 giờ bên đây 1 giờ, nó có hiểu không ta? Nó báo thức xong ha, quý khách nhắn lúc này là tắt nè, có nguyên có thanh ngang đây nè, có nút nhắn nhắn xuống là tắt. Chứ mà nãy là mình chỉnh được nha. Còn này là vụ 11 giờ chứ 1 giờ là nãy mình không biết, mình quên mình chỉnh rồi. Đây mà mò lại coi. Ây da. Đè lúc này. Đó, này là 5 nè. 10 13 giờ hả? Chết rồi. Phải chỉnh lên luôn coi. 2 giờ. Đó, cứ khách đè nút tao phải hoài nè, đây con. Để con nó lên 13 giờ không? À, đây rồi. Nãy nhiêu rồi quý khách? Hiện giờ là 13 giờ 32 phút. Này 14 giờ rồi, 13 giờ. Ôi trời trời à, lộn rồi. 13 giờ 23 phút ha. 24 phút đi. Ủa 34, trời ơi. Rồi ok ha. Rồi bật qua đây nha khách, nó nhận rồi đó. Mình bật qua đây là mình chỉnh. Rồi ok, để cho nó nhận rồi ha. Cũng dễ chỉnh lắm, hiện giờ là 21 tháng 7 nè, 34 độ C nè, này là gì mình cũng chẳng rành luôn. Bấm nút này coi, nút kế bên nè. Rồi, chấp nhận rồi đó. 35 phải không? Hiện giờ là 11 giờ 32 nè, phải không? 32. 36 nè, thấy không? 27 giây nè. Nó sẽ báo nha. Video này nó hơi dài chút xíu, tại vì mình cũng mới mò mẫm, quý khách không thông cảm giùm. Và đặc biệt em này có cái ngõ USB nữa nè, sầu không biết để làm gì nữa, sầu con nhái bầu luôn. Đẹp quá quý khách ơi, Senco em này mình bán giá mong muốn là 500.000 nghe quý khách, luôn có bộ nguồn 5V nha. Đó, nó có nhiều tiếng chuông lắm bên đó ha.
Rồi tắt đi. Ok. Rồi cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn. 500.000 quý khách ơi, luôn nguồn nha.